Sau năm 2012 kinh doanh ảm đạm, thị trường ô tô Việt Nam năm qua đã tăng trưởng đến 19%, mức tăng trưởng tích cực này được đóng góp chủ yếu của sản lượng kinh doanh của hai quý cuối năm, đặc biệt là sự bứt phá của tình hình kinh doanh vào tháng 12 vừa qua. Báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA cho biết, tháng 12 năm 2013, thị trường ô tô trong nước tăng trưởng cao nhờ vào mùa kinh doanh cao điểm. Doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt trên 13.000 chiếc, tăng 30% so với tháng 11 năm 2013 và 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng kết quả của năm 2013, tổng doanh số ô tô bán ra của toàn thị trường đạt trên 1105 000 xe, tăng 19% so với năm 2012 và cao hơn mức dự báo gần đây nhất của VAMA. Sự phục hồi của thị trường ô tô năm qua được cho là đóng góp đáng kể bởi quyết định giảm thuế trước bạ ô tô mới tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Năm qua cũng ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể của sản lượng xe lắp ráp trong nước và nhập khẩu nguyên chiếc, mức tăng trưởng lần lượt là 18% và 23% so với cùng kỳ năm 2012. Và mà dự báo năm 2014, tổng doanh số của thị trường ô tô Việt Nam sẽ vào khoảng 120.000 chiếc, tăng 9% so với năm 2013.